Hôm nay trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip về một nam thanh niên đi xe ô tô gây rối trên đường. Theo ghi nhận, khoảng 12 giờ 20 phút trưa cùng ngày tại phố Thụy Khuê, đoạn qua chợ Bưởi, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển một chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Bắc Kinh không biển kiểm soát đã bất ngờ va chạm với một xe ô tô khác đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe trên bị gãy trục trước, không thể di chuyển. Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự cố, người điều khiển phương tiện vẫn cố tình rồ ga bỏ chạy và quẹt vào nhiều phương tiện khác. Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu vực đã vây quanh chiếc xe, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống xe giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe vẫn cố tình không hợp tác cố thủ trên chiếc xe. Thậm chí, khi lực lượng công an có mặt, lái xe vẫn cố thủ trong xe, vẫn rồ ga với ý định bỏ chạy. Trước sự ngoan cố của lái xe, lực lượng chức năng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính, đưa lái xe cùng một cô gái trên xe ra ngoài. Ngay sau đó, công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã đưa nam, nữ thanh niên về trụ sở công an phường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.